một ngôi nhà di động của Nintendo vừa mới sản xuất, vừa mới ra đời với phiên bản 2019 với diện tích là 30 m². Đây là cái không gian sân trước, một mái hiên thì chúng ta có thể cho một cả một cái gia đình, chúng ta có thể ngồi nói chuyện hoặc là chúng ta có thể vừa nghỉ ngơi thư giãn bên một ly cà phê rất là thoải mái. Đây là xích luôn. Mọi người có thể, con cái có thể vui đùa một cách rất là thư giãn bình thường. Xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng vô. Đây là không gian phòng khách. Phòng khách được thiết kế với một cái view rất là rộng bởi những cái chất liệu như là nhôm sinh pha và kiến. Đây là cái không gian khu vực bếp, phòng khách tích hợp lại với nhau. Tính năng thông minh là chúng ta có thể đóng mở rèm một cách tự động. Rèm có thể tự động mở ra và mở vô. Vâng, mời, xin mời tất cả. Đây là không gian bếp. Thì không gian bếp này tích hợp với lại bàn ăn thông minh. Chúng ta có thể kéo ra. Có thể ngồi ăn một cách thông thường. Và khi nào cần thì chúng ta mới mở cái bàn này ra, còn không chúng ta sẽ cất nó vô. Chúng tôi cũng tích hợp luôn cả cái máy hút mùi. Đây là lò vi sóng. Đây là vòi rửa. Những cái thiết bị rất là cơ bản thiết yếu. Đây công tắc điện, và khi nào chúng ta có thể nấu cơm. Đây là tủ không gian dành cho cái phòng khách. Tủ. Đây là tủ lạnh nha. Và đặc biệt đây là cái không gian phòng khách. Nhưng mà nó có thể chuyển đổi thành công năng của một phòng ngủ, và nó có ngăn chứa đồ bên dưới. Đây chúng ta có thể để mình mùng chăn gối ở dưới này. Và tôi sẽ chuyển động nó thành không gian phòng ngủ. Chúng ta đã thao tác rất là đơn giản, chỉ cần kéo ra là ta có ngay một không gian phòng ngủ. Chúng ta có thể ngủ bên này, hoặc là chúng ta vừa xem tivi, chúng ta có thể cả gia đình 3-4 người, chúng ta có thể ngồi ở trên một sofa hoặc nằm sofa như thế này, chúng ta có thể ngồi xem tivi. Và chúng ta sẽ chuyển đổi không gian lại, trả nó lại về cho phòng khách. Tiếp tục mời các bạn chúng ta vô. Đây là vị trí của cái cân, thì nó sẽ tương tác với lại cái gương ở trong nhà vệ sinh. Ví dụ chúng tôi đang có là bao nhiêu cân thì vô. Xin mời tất cả các bạn vô. Đây trong vệ sinh thì khi mà chúng ta đánh răng rửa mặt thì chúng ta có thể tương tác với mọi người, thậm chí gọi video call luôn. Chúng ta có thể mở nghe nhạc lên. Đó, vòi. Và chúng ta có thể, hiện tại mới nãy tôi có thể đang là 82,2 kg. Thông số nhiệt độ là độ ẩm là 73%, và nhiệt độ bên ngoài là 27.7 độ C. Và một số cái thông tin cân nặng của tôi thì nó sẽ theo dõi chiều lên xuống theo từng tuần. Ví dụ tuần nào cân nặng bao nhiêu thì nó sẽ thống kê lại. Mỗi buổi sáng chúng ta có thể thức dậy và chúng ta có thể cân nó
cân và nó sẽ theo dõi các cái chỉ số của chúng ta. Đây là không gian tắm. Rồi. Và không gian này có thể dùng cho cùng cho cả hai người. Và vòi sen này chúng tôi đang sử dụng là vòi sen của Toto. Đây bồn. Và đây không gian cửa sổ rất là thông thoáng, chúng ta có thể mở ra thông thoáng. Đây bồn cầu. Xin mời tất cả các bạn chúng ta tham quan phòng ngủ. Với một không gian phòng ngủ như thế này rất là thuận tiện, rất là thoải mái dành cho những đôi vợ chồng. Nó có cả cửa sổ nha các bạn, cửa sổ rất là thoáng, mở ra. Rất là open. Không gian rất là thoải mái. Phía trên này chúng tôi đã bố trí những cái công tắc, những cái đèn đọc sách, đèn ngủ, hai bên có thể cắm sạc điện thoại, đèn báo thức. Và đặc biệt nữa là phía dưới này là chúng tôi đang mọi người có thể có một ngăn chứa đồ dưới này. Không cần thì chúng ta hạ xuống. Cái view anh Hùng ra bên này anh Hùng. Đó, và mọi người có thể thấy là một buổi sáng chúng ta thức dậy phía bên ngoài, hướng ra là chúng ta lấy ánh sáng, chúng ta có thể lấy gió, lấy không khí từ bên ngoài đi vô. Có hai cửa sổ hai bên có thể nó có đối lưu lại với nhau. Quả đây là một không gian rất là tuyệt vời dành cho cả gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con. Và nó đầy đủ tiện nghi. Tất cả mọi thứ này được sản xuất bởi Gentado Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã đón xem cái đoạn video của chúng tôi. Vâng, cảm ơn các bạn.